Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình tối nay thứ Bảy ngày 22 tháng 2 năm 2020 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Lâm Bình tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện, đảm bảo đúng thời gian và yêu cầu theo quy định. Là địa bàn gần với tỉnh Vĩnh Phúc, nơi có người dân bị nhiễm bệnh COVID-19, huyện Sơn Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động các biện pháp phòng chống dịch. Tính đến nay, các vườn ươm trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị được gần 3 triệu cây giống chất lượng, chủ yếu là bạch đàn, keo để phục vụ trồng rừng vụ xuân năm 2020. Trong phần tin quốc tế, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 21 tháng 2 khẳng định hiện có một mối lo ngại lớn về sự lan rộng của dịch viêm phổi cấp do COVID-19 gây nên tại những quốc gia bên ngoài Trung Quốc. Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và lực lượng Taliban ở Afghanistan vừa có hiệu lực, tạo tiền đề cho hai bên ký thỏa thuận hòa bình vào tuần tới. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung với khí thế thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, huyện Lâm Bình đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện, đảm bảo đúng thời gian và yêu cầu theo quy định. Chi bộ thôn Khuế Cùng là chi bộ thôn cuối cùng của xã Xuân Lập tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Để tổ chức thành công đại hội, thời gian qua chi bộ đã được Đảng ủy xã Xuân Lập hướng dẫn thực hiện các bước tổ chức đại hội theo đúng quy định điều lệ Đảng, tham gia dự đại hội chi bộ điểm để học tập, rút kinh nghiệm. Với việc tổ chức thành công đại hội bầu ra ban chi ủy khóa mới, sau đại hội chi bộ sẽ sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Theo cái tinh thần nghị quyết đã đề ra thì chi bộ sẽ triển khai họp sinh hoạt rồi quán triệt rồi giao nhiệm vụ cho từng đồng chí đảng viên là sau đại hội là sẽ phụ trách về những mảng sản xuất nào là cho nó phù hợp để cùng nhau tuyên truyền vận động cho bà con. Thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thời gian qua, huyện ủy Lâm Bình đã tập trung triển khai thực hiện, trong đó yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng bám sát mục đích yêu cầu của chỉ thị số 35 và hướng dẫn của các cấp để tổ chức thành công đại hội ở cấp mình, tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Để đảm bảo cho thành công của đại hội, cùng với việc chuẩn bị tốt về đề án nhân sự, báo cáo tổng kết, báo cáo kiểm điểm phải đánh giá sát với tình hình thực tế của địa phương, huyện ủy Lâm Bình yêu cầu đảng bộ các xã lựa chọn một chi bộ trực thuộc để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, sau đó rút kinh nghiệm trước khi đại hội diện rộng. Với sự chuẩn bị chu đáo cho công tác đại hội, đến nay toàn huyện đã có 50 trên 137 chi bộ tổ chức thành công đại hội, trong đó có xã Khuôn Hà đã tổ chức xong đại hội các chi bộ. Các xã còn lại phấn đấu tổ chức đại hội chi bộ xong trong tháng 2. Đối với chi bộ các cơ quan đơn vị phấn đấu tổ chức xong trong tháng 3 năm 2020. Sau khi có các văn bản chỉ đạo, đặc biệt là chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của tỉnh và của huyện ủy, thì Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tổ chức họp triển khai quán triệt đến tất cả cán bộ đảng viên và phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ban chấp hành, Ban Thường vụ phụ trách từng chi bộ một và hướng dẫn các chi bộ để thực hiện xây dựng các cái báo cáo tổng kết của nhiệm kỳ và kiểm điểm và thực hiện các quy trình nhân sự theo cái hướng dẫn của cấp trên. Và đến nay thì các chi bộ ở thôn cơ bản cũng đã xong. Cùng với công tác chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ, huyện Lâm Bình còn chỉ đạo các ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nêu bật những kết quả đạt được của huyện, của tỉnh và của đất nước trong nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm tạo khí thế vui tươi, thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Là địa bàn gần với tỉnh Vĩnh Phúc, nơi có người dân bị nhiễm bệnh COVID-19, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động các biện pháp phòng chống dịch, vệ sinh môi trường để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Tích cực thông tin tuyên truyền kịp thời chính xác về dịch bệnh COVID-19, cũng như cơ chế lây nhiễm, cách phòng tránh dịch theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, là cách làm của các cấp hội phụ nữ xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương. Thông qua đó giúp cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng và chủ động tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng hiệu quả trước dịch bệnh này. Được chị em phụ nữ tuyên truyền về công tác phòng chống dịch, tôi cũng thực hiện tốt cái việc là vệ sinh chuồng trại,
khu vực trước và sau gia đình, đường làng ngõ xóm, tuyên truyền và vận động chị em giữ gìn tốt vệ sinh môi trường và thực hiện cái việc phun khử trùng ở xung quanh chuồng trại. Để chủ động tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, các cấp hội phụ nữ xã Thiện Kế đã tuyên truyền cho phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch. Mỗi hội viên phụ nữ và nhân dân đều tự giác phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, chuồng trại và các đồ vật trong gia đình, đảm bảo thực hiện biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế. Đồng thời, chị em luôn giám sát, kịp thời thông tin về những biểu hiện lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, tăng giá các sản phẩm tiêu dùng đến cơ quan chức năng, không chia sẻ những thông tin thiếu căn cứ, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tới trật tự xã hội. Chúng tôi đã tuyên truyền đến chị em là cái phòng vệ sinh cá nhân này, nơi ở này, phun thuốc khử trùng này và đồ ăn thức uống là phải ăn chín này. Điểm nơi công cộng thì được chị em thực hiện các tập trung là đi dọn các hành lang về đường, những cái nơi rậm rạp này, phát quang này, rồi thông cống rãnh các thứ để hạn chế cái dịch bệnh. Bên cạnh những cái việc thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch đấy thì động viên các cái chị em là luôn luôn là yên tâm tư tưởng lao động sản xuất, không hoang mang trước những các cái dư luận, những các cái thông tin nó không chính thống, để đảm bảo ổn định cái cuộc sống và đảm bảo cái lao động sản xuất để ổn định cái thu nhập. Bằng những hoạt động thiết thực, Hội Phụ Nữ xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương đã giúp hội viên và nhân dân chủ động có các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, chung tay cùng với địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Để phòng chống dịch COVID-19, học sinh các cấp học tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2. Trong thời gian này, thì học sinh và các nhà trường tiếp tục thực hiện học và dạy trực tuyến thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Đặc biệt là giúp các em học sinh lớp 12 ở nhà nhưng vẫn nắm bắt được kiến thức cũng như các nội dung ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới. Tiếp tục tuần học thứ tư nghỉ để phòng tránh dịch COVID-19, nhưng em Cao Thủy Hương lớp 12 Văn, trường Trung học Phổ thông chuyên vẫn chăm chỉ ôn bài ở nhà. Được các thầy cô giáo tổ chức dạy trực tuyến chuyên đề của các môn học trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020 đã giúp cho Hương nắm bắt được thêm kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình làm bài. Đặc biệt thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, em và các bạn trong lớp đã cùng trao đổi bài với các thầy cô giáo để hiểu hơn về kiến thức đã được học thông qua dạy trực tuyến. Là học sinh lớp 12 nên tâm lý cũng là có phần lo lắng cho kỳ thi đại học sắp tới. Nhưng mà nhờ có các thầy cô ở trường đã sử dụng phương pháp dạy mới, đó là dạy trực tuyến, dạy online. Do vậy mà khi ở nhà chúng cháu cũng có thể là tham gia vào các lớp học, các bài học khác nhau, và để có thể tự ôn tập và trau dồi kiến thức cho mình để có thể chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Hiện nay, học sinh ở các cấp học đã được nghỉ học liên tục trong 4 tuần. Trong thời gian này, các thầy cô giáo ở các trường trung học phổ thông đã tổ chức thực hiện ghi hình các chuyên đề ôn tập, phát trực tiếp thông qua mạng xã hội để học sinh và mọi người có thể theo dõi, tạo kênh học tập hiệu quả khi học sinh chưa thể đến trường. Khi thực hiện dạy học trực tuyến, nội dung bài giảng được các thầy cô giáo chuẩn bị sát với chương trình học, có liên hệ thực tế và kiến thức mở để nâng cao hiểu biết của học sinh. Các bài giảng của các thầy cô giáo đã thu hút rất đông học sinh theo dõi và học tập. Qua đó vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập hiệu quả. Để đảm bảo cho cái việc ôn tập của các em nó được thường xuyên, và thì chúng tôi cũng đã thực hiện nhiều cái giải pháp. Trước hết là các thầy cô giáo là giao các cái bài tập về nhà, các cái chuyên đề lớn để các em về nhà các em có thể tự học và có thể hỏi bài của các thầy cô qua các cái phương công nghệ thông tin. Cái thứ hai nữa là chúng tôi thực hiện cái sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, thì chúng tôi cũng có tiến hành là dạy các cái tiết, đặc biệt là các tiết ôn tập dành cho các em học sinh lớp 12, để cho các em có thể là ôn lại, thứ nhất là ôn lại hệ thống lại những kiến thức mình đã học bằng kiến thức ấy sẽ có trong cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Việc tận dụng các ưu thế của công nghệ thông tin và mạng xã hội để dạy và học trực tuyến của các nhà trường đã nhận được sự hưởng ứng đồng tình của đông đảo phụ huynh và nhân dân. Qua đó giúp các em học sinh vẫn cập nhật được kiến thức trong thời gian nghỉ chống dịch và giúp các bậc phụ huynh yên tâm làm việc. Như chúng tôi đã phản ánh trong các chương trình thời sự trước, hoạt động vận tải hành khách trái phép bằng xe ô tô, núp bóng dưới dạng xe hợp đồng, taxi, taxi kết hợp, hoạt động trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đang vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ phía các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh. Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang về một số vấn đề liên quan.
Đối với các cái phương tiện mà xe hợp đồng thì theo đúng cái quy định là anh phải chạy hợp đồng và có hợp đồng đối với người mà sử dụng cái hình thức vận tải này. Thì tuy nhiên hiện nay các cái chủ phương tiện người ta sử dụng cái trá hình, tức là người ta sử dụng cái hình thức xe hợp đồng, thì tuy nhiên người ta lại đón khách theo khách cố định. Đấy. Chính vì vậy mà theo các cái quy định của nhà nước là không đúng quy định. Qua đánh giá của các cơ quan quản lý nhà nước thì hình thức này cũng vẫn tiềm ẩn một số những cái mà tồn tại. Ví dụ như là hành khách đi xe thì cũng không được đảm bảo an toàn, tức là không có cơ quan nào người ta kiểm định được cái việc an toàn của phương tiện cũng như là điều kiện của người lái xe, cũng như là tiềm ẩn các cái việc xảy ra khác là trách nhiệm của chủ xe, chủ phương tiện là người ta sẽ không gắn được trách nhiệm vào cái việc này. Các cơ quan quản lý nhà nước căn cứ vào cái điều kiện kinh doanh, rồi là qua các cái thiết bị giám sát hành trình và phối hợp với các lực lượng tuần tra xử lý trên đường, thì nếu phát hiện ra các vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý triệt để. Hoạt động vận tải hành khách với tên tạm gọi là xe kết hợp vẫn được hành khách lựa chọn do đưa đón khách tại nhà, địa điểm đưa đón khác nhau. Chính vì vậy đang là khó khăn cho cơ quan chức năng trong theo dõi, xử lý phương tiện. Các nội dung liên quan đến quản lý loại hình hoạt động vận tải này, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong các chương trình thời sự sau. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Tính đến nay, các vườn ươm trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị được gần 3 triệu cây giống chất lượng, chủ yếu là bạch đàn, keo, để phục vụ trồng rừng vụ xuân năm 2020. 3 tuần qua, vì sự tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, COVID-19, mà học sinh trên cả nước đã không thể tới trường như dự kiến. Nhiều phụ huynh tỏ ra lạc quan, thậm chí còn xem đây là dịp để giúp con có những hoạt động trải nghiệm thú vị hay tăng thêm tình cảm khi bố mẹ có nhiều thời gian bên con hơn. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay công tác chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng vụ xuân năm 2020 được các địa phương tích cực triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Những năm gần đây, nhờ hiệu quả kinh tế từ rừng mang lại, người dân ngày càng quan tâm hơn đến việc trồng rừng, nhất là rừng sản xuất. Công tác phát triển rừng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Để phục vụ tốt cho công tác trồng rừng, ngay từ những tháng cuối năm 2019, Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện tiến hành khảo sát thực địa, xây dựng kế hoạch trồng rừng, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân đưa những giống cây lâm nghiệp có năng suất cao vào trồng. Keo mô, keo cảnh của nhà nước dùng ấy, thì mới họ giới thiệu mới đến đây lấy ở đây đi trồng đầu xuân năm mới này. Chúng tôi đã chuẩn bị cái cây giống của quý 4 năm 2019. Đến nay là cơ bản là đã đủ cái lượng cây mà theo kế hoạch của lâm trường công ty Tân Phong giao, cũng như là cái số cây mà để phục vụ nhân dân trồng rừng năm 2020 là tương đối đầy đủ. Năm 2020, toàn tỉnh có kế hoạch trồng mới trên 10.350 ha, trong đó trồng rừng tập trung 10.000 ha. Ngay sau khi có kế hoạch, ngành lâm nghiệp đã có các văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức cho các hộ dân đăng ký trồng rừng, đồng thời chuẩn bị đầy đủ số lượng cây giống có chất lượng để cung ứng cho các địa phương và bà con nông dân. Tính đến nay, các vườn ươm trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị được gần 3 triệu cây giống chất lượng, chủ yếu là bạch đàn, keo để phục vụ trồng rừng vụ xuân năm 2020. Hiện một số vườn ươm vẫn đang tiếp tục đóng bầu vào giống để đáp ứng nhu cầu trồng rừng của bà con. Đối với cái rừng trồng thì công ty sẽ chú trọng trồng đúng mùa vụ, đó là mùa xuân. Đấy, từ tháng 3 đến tháng 6. Còn đối với cái công tác chăm sóc thì công ty đã thực hiện chăm sóc theo đúng lứa lần và quy trình kỹ thuật. Về sự chuẩn bị chu đáo của ngành lâm nghiệp và các địa phương cùng sự nỗ lực của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần để công tác trồng rừng vụ xuân năm 2020 sớm hoàn thành kế hoạch đề ra. Đến thời điểm này, huyện Yên Sơn đã gieo cấy đạt 97% diện tích. Một số xã như là Chân Sơn, Lang Quán, Mỹ Bằng, Đội Bình, Nhữ Hán đã hoàn thành việc gieo cấy, chuẩn bị tập trung vào khâu chăm sóc phòng trừ sâu bệnh. Gia đình bà Ma Thị Chắc, thôn Làng Trạc, xã Trung Sơn đã hoàn thành gieo cấy xong hơn 2 sào lúa. Vụ xuân năm nay, gia đình bà gieo cấy giống lúa tạp giao trên toàn bộ diện tích. Vụ xuân năm nay nhà tôi đã cấy 2 sào ruộng trong cấy tạp giao. Gieo cấy xong thì mình làm cỏ, chăm bón. Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2020, huyện Yên Sơn gieo cấy trên 3.600 ha. Trong đó diện tích lúa lai hơn 2.600 ha, lúa thuần gieo cấy 930 ha. Các cơ quan chức năng huyện Yên Sơn phối hợp với các xã tăng cường cử cán bộ chuyên môn xuống cơ sở,
tuyên truyền hướng dẫn bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ sản xuất theo đúng kỹ thuật và thời vụ. Các hợp tác xã nông lâm nghiệp làm tốt các khâu dịch vụ, thủy lợi. Đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo cấy được trên 3.480 ha, đạt 97% kế hoạch. Các địa phương đang khẩn trương gieo cấy hết diện tích, đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển theo đúng khung thời vụ tốt nhất. Đối với các cái diện tích đã gieo cấy thì nhân dân đã tiếp tục chăm sóc. Và đặc biệt đến thời gian tới đây thì bắt đầu vào thời gian chóc thì chúng tôi cũng đã khuyến cáo tất cả nhân dân cũng như là cho cán bộ của trách các xã là bám ruộng nội đồng để hướng dẫn dân để chăm sóc cái vụ xuân 2020 để đảm bảo theo đúng tiến độ kế hoạch. Và đặc biệt là với phương châm là phòng bệnh là chính, cho nên là thường xuyên là bám ruộng nội đồng để đưa ra các giải pháp và khuyến cáo nhân dân là phòng trừ bệnh kịp thời đối với lại cây lúa trong vụ xuân 2020. Các cơ quan chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân sau khi hoàn thành gieo cấy thường xuyên bám sát đồng ruộng, chủ động chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, không để sâu bệnh lây lan trên diện rộng. Nuôi trâu vỗ béo để làm giàu là lĩnh vực được nhiều người dân quan tâm. Những mô hình này đã góp phần quan trọng nâng cao thu nhập của người dân trên địa bàn tỉnh. Gia đình anh Đặng Văn Lâm, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình thời gian đầu nuôi trâu nhốt vỗ béo từ 5 đến 6 con. Sau một thời gian thử nghiệm, nhận thấy mô hình nuôi trâu nhốt vỗ béo đem lại hiệu quả kinh tế, gia đình đã mở rộng quy mô chăn nuôi. Có thời điểm, gia đình anh nuôi đến 24 con trâu. Để có được những thành công như ngày hôm nay, anh Đặng Văn Lâm cùng gia đình luôn chủ động nguồn thức ăn cho đàn gia súc, ứng dụng thành công cách muối thân cây ngô để làm thức ăn, tận dụng thóc, ngô, củ khoai bổ sung cho đàn gia súc của gia đình. Bắt đầu nuôi thì gia đình chỉ nuôi được đến 6 con, lúc ấy cảm tưởng là nuôi tầm khoảng 6-7 con là nó rất là khó, vì là con trâu nó ngày xưa nó ăn rất nhiều, nó không như trâu bây giờ, ngày xưa là thả rông xong rồi kiểu ăn cái cỏ không ấy. Từ học hỏi kinh nghiệm và biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, gia đình anh Lâm đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Trong chăn nuôi, anh luôn chủ động phòng trừ dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại để đảm bảo đàn vật nuôi phát triển tốt. Cụ thể như nhà chỗ anh Lâm ấy thì năm 2018 thì mới nuôi có 4 con. Sang năm 2019 thì bắt đầu là anh bán đi một lứa đầu tiên. Xong bắt đầu lứa thứ hai thì anh lấy được 15 con. Qua đó thì cảm nhận như là anh thấy cái chuối trâu này nó đưa vào gọi là làm kinh tế cho gia đình mà thu nhập cao hơn. Thì anh mới đưa lên cái chuối trâu đến hiện trạng bây giờ là anh 24 con thì bản thân tôi thấy là cái chuối trâu này rất là phù hợp. Để phát triển đàn gia súc theo hướng chăn nuôi vỗ béo, anh Đặng Văn Lâm cũng như nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn mong muốn nhận được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc mở rộng quy mô mặt bằng chuồng trại chăn nuôi để nhân rộng và phát triển mô hình. Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa là một trong những cơ sở y tế đứng đầu tuyến huyện, thành phố. Chất lượng khám chữa bệnh của đơn vị ngày một nâng cao với việc trang bị và làm chủ các kỹ thuật y tế hiện đại giúp cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuận tiện hơn trong việc khám và chữa bệnh, nhận được sự tin tưởng của nhân dân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Một ca phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng cho bệnh nhân. Những thao tác tỉ mỉ, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự tập trung được các bác sĩ thực hiện một cách cẩn trọng và chính xác. Nếu như trước đây, nhiều ca phẫu thuật nội soi chỉ thực hiện được ở các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, thì từ năm 2015 đến nay, Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa đã triển khai thực hiện và đây cũng là đơn vị đi đầu trong việc triển khai kỹ thuật này ở tuyến huyện. Điều này minh chứng cho sự chuyển mình và là một bước tiến quan trọng trong công tác khám chữa bệnh của trung tâm. Cho đến nay thì tất cả các chỉ tiêu chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa đều tăng gấp 2-3 lần từ số lượng bệnh nhân, số lượng bệnh nhân nội trú, số dịch vụ kỹ thuật, lượng bệnh nhân phẫu thuật thủ thuật trong năm thì đều tăng gấp 2-3 lần. Và đây là chính là những cái con số mà biết nói về vấn đề về phát triển của Trung tâm Y tế Chiêm Hóa. Để người dân ở vùng sâu vùng xa không còn vất vả tốn kém khi phải chuyển tuyến mà có thể yên tâm khám chữa bệnh ngay tại địa phương. Một trong những giải pháp được trung tâm tập trung thực hiện đó là nâng cao trình độ tay nghề, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, gắn với quy hoạch và đào tạo đội ngũ cán bộ y bác sĩ có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phối hợp với các bệnh viện tuyến trên đào tạo chuyển giao nhiều kỹ thuật như mổ nội soi, phẫu thuật ngoại khoa, sản khoa, triển khai nhiều kỹ thuật mới về ngoại chấn thương, đông y, phục hồi chức năng, cận lâm sàng, góp phần nâng cao việc khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện Chiêm Hóa và vùng lân cận.
tôi mắc bệnh u sơ bàng quang và u sơ tuyến tiền liệt. Thì tôi chọn là bệnh viện Chiêm Hóa nơi đây là có đầy đủ các máy móc thiết bị và đội ngũ bác sĩ chuyên môn là đầy đủ hết. Nơi tôi lựa chọn và tôi tin tưởng nhất. Các bác sĩ và cùng các y sĩ rất là quan tâm bệnh nhân. So với trước đây thì bây giờ nói chung là cái chất lượng điều trị tốt. Trang thiết bị so với những ngày trước thì nó hơn nhiều. Nên là yên tâm bà con đi điều trị. Cái đội ngũ cán bộ y bác sĩ nói chung là có nhiệt tình, có trách nhiệm. Làm việc với dân, với các tổ chức xã hội thì đều tốt cả. Hiện nay, số lượng bệnh nhân đến Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa khám, điều trị và phẫu thuật ngày một tăng. Năm sau cao hơn năm trước, giảm số lượng bệnh nhân phải chuyển tuyến, góp phần giảm tải đáng kể cho bệnh viện tuyến trên. Thực hiện tiêu chí số 19 về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó chú trọng duy trì và phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trực tiếp đến các gia đình, nắm tình hình an ninh trật tự cũng như tâm tư nguyện vọng, cuộc sống của nhân dân. Đó là việc làm thường xuyên của các công an viên xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa. Qua đó tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tham mưu với chi bộ để đề ra cái kế hoạch công tác kiểm tra tuần tra tại khu vực địa bàn thôn. Quan trọng nhất là cái công tác tuyên truyền và đi sau đi sát với quần chúng nhân dân để nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng và các cái mâu thuẫn trong dân. Công tác an ninh của thôn thì trong cái thời gian qua thì cũng được giữ vững. Công an xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa đã chủ động triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao ý thức của người dân về chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phòng chống, tố giác tội phạm. Trong các buổi họp dân, các đợt sinh hoạt đoàn thể, công an xã còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể tăng cường tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Nổi bật là công an xã đã chủ động tham mưu xây dựng và thực hiện nhiều mô hình mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Một trong những cái tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới đó là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã. Thì ban chấp hành đảng bộ xã cũng thường xuyên chỉ đạo các lực lượng công an thường xuyên tuần tra kiểm soát, nắm bắt các vấn đề trên địa bàn xã và kịp thời là xử lý những cái vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở, không để những vụ việc phức tạp hay là phát sinh thành điểm nóng. Từ những hoạt động thiết thực nên công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực, góp phần cùng nhân dân xã Tân Thịnh đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2019. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, sau khi sụt giảm do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 2 đã đạt 19,23 tỷ đô la Mỹ, tăng đến 32% so với tháng 1 và tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu 15 ngày đầu tháng 2 đạt trị giá 9,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 30% so với nửa cuối tháng 1. Lũy kế đến hết ngày 15 tháng 2, kim ngạch xuất khẩu đạt 27,86 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% so với cùng kỳ của năm 2019. Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch trong 15 ngày đầu tháng 2 đạt 9,62 tỷ đô la Mỹ, tăng 33,7% so với kỳ 2 của tháng 1. Lũy kế đến hết ngày 15 tháng 2, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 28,27 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nửa đầu tháng này, nước ta tiếp tục nhập siêu 30 triệu đô la Mỹ. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 2, con số nhập siêu của cả nước là 410 triệu đô la Mỹ. Ba tuần qua, vì sự tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, COVID-19, mà học sinh trên cả nước đã không thể tới trường như dự kiến. Kỳ nghỉ đặc biệt này giúp đảm bảo an toàn cho trẻ và cũng tạo sự yên tâm cho phụ huynh thay vì cho con đến trường trong lúc dịch bùng phát. Nhiều phụ huynh tỏ ra lạc quan, thậm chí còn xem đây là dịp để giúp con có những hoạt động trải nghiệm thú vị hay là tăng thêm tình cảm khi bố mẹ có nhiều thời gian bên con hơn.
Sau một tuần đầu nghỉ học, nhận thấy biểu hiện chệch choạc trong giờ giấc và hoạt động sinh hoạt hàng ngày của con khiến chị Hà chăn trở. Sang tuần thứ hai, chị Hà đã lên kế hoạch để nắn chỉnh lại quy tắc cho con mình. Bắt đầu bằng việc 7 giờ dậy ăn sáng, làm bài tập cô giáo giao, 11 giờ nấu ăn cùng mẹ, ngủ trưa, 14 giờ chiều dậy đọc truyện, nặn đất và chơi những trò chơi con thích. Sau 3 tuần, hai cậu con trai của chị không chỉ giữ đúng lịch sinh hoạt mà còn trở thành phụ bếp lý tưởng của mẹ. Con thường tham gia với mẹ và em gồm có nấu ăn, nặn chơi các trò chơi. Con thấy vui ạ. Đưa ra cho con những kỹ năng mà trước đây mình cũng không để tâm tới, nhất là bây giờ là về kỹ năng vệ sinh, làm những cái công việc nhẹ nhẹ mà khả năng các bạn làm được, quét dọn lau nhà, dọn ra nhà gọn gàng. Thế là cũng hết một ngày em ạ. Một con 8 tuổi, một con 4 tuổi, chị Trần Thị Kim Hoa phải nghĩ ra nhiều trò chơi để giữ chân các con ở nhà mà không bị nhàm chán. Dù nghỉ dịch là lịch không được lên trước, nhưng không vì công việc bận mà chị để hai con tự chơi với nhau. Thực ra lúc đầu thì mình cũng xác định đấy là một cái rất là thách thức ấy. Nhưng mà thôi thì biến thách thức thành cơ hội, lại phải tranh thủ nghĩ rằng là thời gian của các con cũng ít thời gian để được như thế. Và biết đâu đây là một cái khoảng thời gian mà bố mẹ và con cái gắn kết hơn. Thành ra là con rất là cuốn mình và lúc nào cũng muốn là mẹ được chơi và tham gia cùng với mình ở các hoạt động. Theo các chuyên gia tâm lý, kỳ nghỉ này nằm ngoài dự liệu của phụ huynh, nhưng đây lại là cơ hội để bố mẹ gần hơn với con cái. Đây là cơ hội để dạy các con về kỹ năng, về đạo đức, đó là những thứ không có thời gian dạy khi đi học, nắm chỉnh kỹ năng ăn uống hàng ngày, giao tiếp làm việc nhà, hướng dẫn con vệ sinh nhà cửa, hướng dẫn là công việc có ý nghĩa cho xã hội. Trò chơi tập thể thì có thể sẽ khiến các bố mẹ và con gắn kết nhau hơn, hoặc là những cái buổi thảo luận đưa ra ý kiến về một lĩnh vực nào đó sẽ khiến các con trình bày ý kiến của mình, và từ đó bố mẹ có thể định hướng hoặc là có thể đưa ra những cái ý kiến chủ chốt để các con biết đâu là đúng, đâu là sai. Thì đấy là cái điều mà rất là đặc biệt, rất là thú vị trong chính cái thời điểm dịch như thế này. Bố trí thời gian rảnh để học, chơi cùng con không bao giờ là dễ dàng, nhất là với thời gian nghỉ dài liên tục như hiện nay. Tuy nhiên, nếu coi đó không chỉ là niềm vui mà còn là trách nhiệm thì bằng cách này hay cách khác phụ huynh sẽ làm được. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 21 tháng 2 khẳng định hiện có một mối lo ngại lớn về sự lan rộng của dịch viêm phổi cấp do COVID-19 gây nên tại những quốc gia bên ngoài Trung Quốc và những người không có mối liên hệ với Trung Quốc hoặc Vũ Hán. Ông Tedros nhận định vẫn còn cơ hội để kiềm chế COVID-19, nhưng cánh cửa cơ hội này đang hẹp dần. WHO đang kêu gọi các quốc gia tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế COVID-19, đồng thời chuẩn bị trước nguy cơ dịch bệnh có thể lây lan trong cộng đồng. Tổng giám đốc WHO cho rằng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc tại Vũ Hán và những nơi khác đang đánh bại COVID-19 và có thể giúp kiềm chế sự lây lan của chủng virus này. Ông Tedros cũng cảnh báo dịch bệnh có thể đi theo bất kỳ chiều hướng nào và các quốc gia nên chuẩn bị trước cho mọi khả năng. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Vũ Hán, tâm dịch của Trung Quốc, chính quyền thành phố này đã công bố kế hoạch xây dựng thêm 19 bệnh viện dã chiến để tiếp nhận chữa trị nhiều ca bệnh. Dự kiến sau khi hoàn thành vào ngày 25 tháng 2 tới, toàn bộ bệnh viện dã chiến nói trên sẽ cung cấp 30.000 giường bệnh. Ngày 22 tháng 2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 142 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh tại quốc gia này lên 346 người. Số người nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc tăng nhanh chóng trong những ngày vừa qua, với hầu hết các ca nhiễm đều liên quan đến những người tham gia các hoạt động ở một nhà thờ tại thành phố Daegu ở phía đông nam nước này. Ngày 21 tháng 2, Hàn Quốc thông báo thành phố Daegu và tỉnh Cheongdo lân cận là những khu vực quản lý đặc biệt sau khi có thêm nhiều ca nhiễm mới xuất hiện tại đây. Hai bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã tử vong đầu tuần này. Dù vậy, các nhà chức trách y tế nước này khẳng định dịch bệnh vẫn có thể đối phó được. Các quan chức y tế Mỹ thông báo chuẩn bị đối phó với khả năng COVID-19 có thể lan rộng ra cộng đồng, khiến các trường học và doanh nghiệp phải đóng cửa. Nancy, một quan chức thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, ngày 21 tháng 2 cho biết COVID-19 hiện chưa lan rộng ra cộng đồng tại Mỹ. Tuy nhiên, theo bà Nancy, các quan chức y tế nước này hiện đang chuẩn bị nhân lực để đối phó với khả năng bùng phát COVID-19. Cho tới nay đã có 77.767 ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu, với 76.288 ca tại Trung Quốc đại lục. Số ca tử vong trên toàn thế giới là 2.360, trong khi số trường hợp đã chữa khỏi lên tới 20.833 người.
ngày 21 tháng 2, Thủ tướng Malaysia tuyên bố ông sẽ không từ chức trong tháng 5 tới. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp của Hội đồng Chủ tịch Liên minh Hy vọng Cầm quyền PH, ông Mahathir cho biết việc chuyển giao chức vụ Thủ tướng chỉ được tiến hành sau khi Malaysia chủ trì hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 tới. Ông nhấn mạnh hiện chưa có mốc thời gian chính xác nào cho vấn đề này, đồng thời nói rõ việc bàn giao chức vụ tùy thuộc vào tôi. Trong khi đó, ông Anwar Ibrahim, Chủ tịch Đảng Công lý Nhân dân Hợp thành Hội đồng Chủ tịch Liên minh Hy vọng Cầm quyền, người được Hội đồng Chủ tịch Liên minh Hy vọng Cầm quyền nhất trí kiến nhiệm ông Mahathir, cho biết ông ủng hộ ông Mahathir. Hội đồng Chủ tịch Liên minh Hy vọng Cầm quyền cũng đồng thuận với quyết định của ông Mahathir. Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và lực lượng Taliban ở Afghanistan vừa có hiệu lực, tạo tiền đề cho hai bên ký thỏa thuận hòa bình vào tuần tới. Nếu như thành công thì thỏa thuận hòa bình được ký sẽ chấm dứt cuộc chiến kéo dài suốt 18 năm qua ở quốc gia Tây Nam Á này và đưa quân đội Mỹ về nước. Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, hay còn gọi là thỏa thuận giảm bạo lực trong vòng một tuần bắt đầu có hiệu lực từ 2 giờ 30 phút sáng nay theo giờ Hà Nội. Nếu thực hiện thành công, lễ ký thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 2 tới, qua đó giúp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhất của nước Mỹ. Sau khi thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban được ký kết, các cuộc đàm phán giữa tất cả các phe phái Afghanistan sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày và có thể dẫn đến việc thành lập một chính phủ mới ở Afghanistan. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, đại diện đặc biệt của Mỹ về Afghanistan và đại diện Taliban sẽ ký thỏa thuận hòa bình tại thủ đô Doha, Qatar và cuối cùng sẽ dẫn đến lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Tiếp theo sẽ là thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trong tỉnh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt. Bản tin dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 2 năm 2020. Khu vực vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hàng, Lâm Bình. Nhiều mây, đêm và sáng có mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, độ ẩm trung bình 80 đến 90%. Khu vực đồi núi phía Nam gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, nhiều mây, đêm và sáng có mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, độ ẩm trung bình 80 đến 90%. Khu vực thành phố Tuyên Quang, nhiều mây, đêm và sáng có mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, độ ẩm trung bình 80 đến 90%.